Video, chào mừng các bạn đã quay trở lại với buổi tiệc âm nhạc tại Thuấn Audio. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm đến từ thương hiệu Anh Quốc, là công ty con của Tannoy. Đó chính là File Audio. Sản phẩm mình muốn mang đến cho các bạn đó là File Audio Lasik 8. File Audio Lasik 8 có thiết kế được lấy cảm hứng từ những thập niên 70. Sở dĩ File Audio lấy cảm hứng thiết kế từ những thập niên 70 vì vào những năm này có cái cột mốc dấu ấn rõ nét về các thưởng thức âm nhạc trên các hệ thống hi-fi đỉnh cao nhất. Thiết kế này mang đến cho mọi người một cách nhìn cổ điển sang trọng nhưng không tối cổ, phù hợp với những ai yêu thích sự vintage. Đó là hệ thống cổng thoát hơi hướng xuống sàn, phân tán tần số thấp 360 độ. Nó là sự sáng tạo và được các bằng sáng chế của các nhà kỹ sư file audio. Nói vậy là bởi vì khi có hệ thống này, âm bass tự nhiên hơn và tinh tế hơn, phù hợp hơn với nhiều thể loại nhạc. Sau những giờ làm việc và trở về với ngôi nhà cùng những áp lực và những nỗi buồn, các bạn sẽ thường làm gì? Đi dạo, đi ăn, đi bộ. Nhưng mình lại chọn cách bật file audio Lasik 8 lên và nghe những bài nhạc nhẹ nhàng, du dương, đi sâu vào tâm hồn, giúp mình thoải mái, có tinh thần hơn để chiến đấu với những áp lực của cuộc sống. Cuối cùng là về giá, chắc chắn là như vậy rồi. Lasik 8 có giá là 100 triệu, nhưng tại Thuấn Audio chỉ có 85 triệu mà thôi. Nhanh tay liên hệ để sổ ngay em nó nhé. Chào tạm biệt các bạn, mình là Mr. Đơ đến từ thuấnaudio.com. See ya.